nghe từng trái tim đau. Đừng làm khổ đau, đừng lìa xa. Dù biết như thế vẫn như cơn ngủ mê, ngày lại từng ngày buồn thương nhớ. Cuộc sống vẫn thế, hạnh phúc lướt qua buồn đau, yêu thương nhau xin yêu trọn đời. Yêu thương ơi cây chi cuộc chiến hoa hồng. Mẹ con sướng thiệt á. Bà có thấy hả? Bả như người khùng vậy á. Vậy mà bao nhiêu người phải lo lắng, nhất là ba của con á. Có vẻ ba của con thương mẹ con quá ha. Giá mà cô cũng có được một người yêu thương cô như ba con vậy á. Cô có làm kẻ hầu người hạ cả kiếp này cho cả gia đình con á, cô cũng chịu nữa đó. Cô nhớ ra rồi. Hả? Cái gì vậy con? Ở bờ sông. Bờ sông? Bờ sông nào? Dạ, ngày trước lúc hai đứa yêu nhau, Hà Hương rất thích ra đó. Cô nói chỗ đó là nơi lãng mạn nhất ở Sài Gòn này. Trời, ở đây vắng vẻ, không biết có chị Hà Hương ở đây không nữa. Vắng vẻ như vậy mà một mình con Hương ở đây nguy hiểm lắm. Rủi mà có chuyện gì thì... Mà rộng vậy biết tìm nó ở đâu ta? Con linh cảm Hà Hương đang ở chỗ này nè. Bây giờ mọi người chia nhau ra tìm nha. Con đi hướng bên này, hai mẹ đi cùng con. Phương Linh và Hải đi hướng bên kia nha. Có gì thì alo. Được rồi, anh yên tâm. Không có ở đây đâu. Tôi thui như vậy mà đời nào nó chịu ở đây. Mà nó ở đây thì chắc là nó bị tâm thần rồi. À, con tôi từ trước tới giờ nó đâu bao giờ nó bị như vậy đâu. Mà nó có bị tâm thần á, nhiều khi là do chị đó. Chị? Tôi làm gì mà nó bị tâm thần? Chị xem có việc gì tôi cũng làm, nó không phải đụng vô thứ gì hết á. Cả ngày chỉ nằm trên giường à. Có ai kiêng cử mà sướng vậy không? Mà cơm bưng lên tận giường cũng không thèm ăn. Hả? Nhưng mà trước khi chị về á, hai đứa nó sống với nhau có bao giờ như vậy đâu. Tôi nghe nó khóc mà tôi không nhận ra đó là con gái của mình nữa. Thôi, hai mẹ đừng có trách nhau nữa. Con trách á thì con mới là người đáng trách đi nè. Làm chồng mà để vợ như vậy. Con trai tôi không có gì đáng trách hết. Nó quá tuyệt vời à. Phải Hà Hương đâu không đâu? Mẹ hả? Kia kìa. Ôi, Hà Hương. Đúng rồi. Hà Hương. Hà Hương. Hà Hương ơi, con sao vậy nè Hà Hương? Trời em ơi, con có sao không Hà Hương? Em sao vậy? Con ơi. Em ơi. Con gái của mẹ. Em ơi. Ơi, Hà Hương ơi, tỉnh lại đi con. Em à. Con. Tỉnh lại đi em. Kìa chị Hà Hương kìa. Hà Hương ơi. Ừ đúng rồi. Tỉnh lại đi con. Con có tỉnh lại đi em. Mẹ chết mất Hương con à. Ơi. Hà Hương. Thôi hai em vậy đi, anh cảm ơn nha. Hôm nay mọi người vất vả quá rồi. Vấn đề quan trọng là tìm được chị Hương chứ. Tụi em về trước nha, cũng trễ rồi. Ừ, khi nào chị tỉnh anh nhớ gọi cho em liền nha. Tội nghiệp chị quá, có gì ngày mai em tranh thủ em vô. Ừ, rồi anh sẽ gọi cho hai em. Cảm ơn hai em nha. Ừ, bye bye. Dạ. Mẹ à, mẹ về nghỉ đi,
Con thấy mày mệt lắm rồi đó. Nhưng có mình con ở đây. Không sao đâu mẹ. Bệnh viện này rất là tốt. Mẹ cứ yên tâm đi. Mẹ về nghỉ đi, không lại xỉu giống như Hà Hương vậy đó. Thôi mẹ về, sáng mai mẹ vô thay con ha. Dạ. Còn biết đường về nhà hả? Tôi tưởng không kiếm được chỗ nào ngon hơn chỗ này rồi đó chứ. Bà kỳ ghê. Bạn bè lâu ngày gặp nhau, lai rai chút xíu có gì đâu. Nghĩ cảnh tiễn đưa ông Thượng ngày hôm nay, sắp tới đâu còn cơ hội mà ngồi với nhau. Nhưng mà tôi dặn ông phải về sớm thì phải tôn trọng tôi chứ. Ông có coi tôi ra cái gì hết trơn hết rồi à. Về trễ thì phải báo một tiếng, gọi điện thoại thì tắt máy, chịu nổi không? Tôi không có dám gọi về. Lỡ gọi về rồi bà không có cho tôi đi làm sao? Bà nói có chuyện gì với vợ chồng thằng Hải, bà kêu tụi nó đâu có về đâu. Thôi, ông đừng có lấp liếm. Mà vợ chồng thằng Hải hả? Ông cũng đừng nhắc tới nữa. Một chút nó về đây hả, tôi đuổi đi hết. Đừng có ai về cái nhà này hết trơn hết rồi á. Thưa ba, thưa mẹ con mới về. Ba mẹ con mới về. Ủa, đi đâu mà về? Mà tôi là cái gì trong nhà này mà phải thưa gửi tôi? À, tụi con đã gọi báo mẹ là có công việc đột xuất rồi mà. Một chị bạn của con gặp chuyện lớn dữ lắm mẹ à. Thì ra là mấy người coi trọng bạn hơn mẹ mấy người chứ gì. Mà cũng phải thôi, tôi đâu phải là mẹ, tôi chỉ là Usin, phục vụ trong cái nhà này thôi hà. Bởi vậy đâu có ai để ý cái bà già này cần cái gì. Dạ. Bà nói kỳ cục. Chuyện của bà hôm nay giải quyết không được thì để ngày mai. Còn chuyện của mấy đứa nhỏ với chuyện của tôi không thể nào nấn ná được. Đó, thấy chưa? Đúng là tôi chỉ là Usin trong cái nhà này thôi. Chuyện của tôi đâu có quan trọng bằng chuyện của mọi người. Được rồi, từ ngày mai dạ, tôi không có dính líu gì trong cái gia đình này hết trơn hết rồi á. Mấy người mặc xác mấy người, tôi chỉ lo bản thân tôi thôi. Làm gì có ai gọi mẹ là Usin đâu. Mệt quá, đã đau đầu rồi, về nhà mẹ còn ca cẩm hoài à. Do tôi bị thần kinh hả bác sĩ? Không phải như anh nghĩ đâu, mà đó là một dạng rối loạn về tâm lý. Tên của bệnh là trầm cảm sau khi sinh. Những phụ nữ mắc chứng trầm cảm sau khi sinh có những biểu hiện như vợ anh: mệt mỏi, buồn chán, cảm thấy mình bất lực, thậm chí ghét cả chính đứa con mình vì cảm thấy đó là gánh nặng mà mình không giải quyết được. Nhưng mà sao vợ tôi lại phải bị như vậy? Bệnh này có nhiều nguyên nhân dẫn tới, do hormone bên trong và cũng có thể do ngoại cảnh tác động. Vợ anh có thể thấy căng thẳng sau khi sinh, mọi việc đều không như mình mong muốn và không có ai để chia sẻ. Tóm lại có nhiều nguyên nhân để dẫn đến tình trạng này. Vậy có thể chữa khỏi không ạ? Được, và cũng may là phát hiện sớm, chứ để muộn thì người bệnh sẽ có nhiều biểu hiện dễ gây nguy hiểm cho bản thân. Vậy thì bây giờ mình có thể chữa khỏi bằng cách nào hả bác sĩ? Gặp vấn đề về tâm lý thì tốt nhất là chữa bằng tâm lý, và tất nhiên là kết hợp cả thuốc. Và quan trọng là anh đó, anh sẽ là quyết định để vợ anh hồi phục nhanh hay chậm. Vô đi. Anh, cứ giùm em vào bộ hồ sơ này được không anh? Chị Hương có ổn không anh? Ừ, chắc sẽ ổn thôi. Dạ, em thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm á. Ừ, anh cũng đang không biết phải làm sao nữa. Bây giờ công việc thì lại bận quá, mà anh lại đang cần có nhiều thời gian hơn nữa để bên cạnh Hà Hương.
Sắp xếp công tư hợp lý, khó quá. Hay anh đưa bớt việc về nhà rồi làm, sau đó điều hành qua điện thoại cũng được. Anh cũng tính vậy đó. Thời gian qua anh dành cho công việc nhiều quá. À, mà như vậy á thì em và Tùng sẽ vất vả lắm đó. Không sao đâu anh, mọi người trong công ty phải giúp anh và chị Hương chứ. Cảm ơn em nha. Lần sau mà đi đâu á, chị phải rủ em đi với đó. Mọi người đều bận mà. Chị chỉ làm vướng thêm thôi. Con đừng có nói như vậy. Nhanh khỏe lại đi. Tụi mình á, lâu lắm rồi không có tụ tập đó nha. Em đi về ai giữ Miu Miu? Bà nội. Hôm nay á, cho bà thực tập sau mấy bữa huấn luyện. Mấy bữa nữa em đi làm rồi. Mọi người sướng thiệt. Được ra ngoài. Tôi ở trong nhà chờ hoài mà không thấy hết ngày. Mà hết ngày á thì đêm tới con gấu nó lại khóc. Thôi con à, con nói chuyện khác đi. Ủa, anh Tuấn Minh kìa. Đẹp quá ha. Anh tặng vợ nè, em có thích không? Giờ này là giờ làm việc của anh. Anh vô đây làm gì? Anh vừa bàn giao là việc cho Phương và Tùng phó giám đốc rồi. Bây giờ anh là người của em và con. Anh Minh lúc nào cũng là người chồng mẫu mực hết á. Chứ không như ông Hải nhà em thiệt á. Ông tặng qua em coi cách đây á hả, bao nhiêu năm gì trước không nhớ luôn. Phải đó. Có lẽ từ sau ngày cưới tới giờ ông Khánh quên mất việc tặng hoa cho em luôn. À, em xin lỗi mọi người. Dạ. Alo. Dạ, mẹ. Sao? Miu Miu dám coi thường mẹ không ăn hả? Dạ con hiểu rồi, con hiểu rồi. Thôi con về liền. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Bà nội cho cháu mới 3 tháng ăn bột mà nói là hả, cháu khinh thường, không chịu ăn. Trời ơi, muốn dở tiền với bà mẹ chồng của em luôn vậy đó. Mà bà ăn vậy rồi làm sao coi sóc Miu Miu được. Rồi sao chị đi làm? Vậy mới biết mẹ chồng em á, trời ơi, chịu khó chăm cô sóc thiệt luôn á. May mà có bà, chứ không á, em cũng không biết làm được cái gì luôn á. Em á, là sướng quá rồi, còn gì. Chị bây giờ càng gần tới ngày đi làm á thì càng lo, không biết sao đây. Mọi người về đi, ai cũng bận hết. Đợi khi nào tôi khỏe, rồi gặp sau nha. Vậy thôi, Thảo về nha. Cố gắng chịu khó nghỉ ngơi cho khỏe. Xong rồi còn tụ tập nữa chứ. Vậy thôi, thưa bác con về. Em về nhanh Minh. Em ở lại nha Linh. Ba chị. Chắc em phải nghĩ cách nịnh mẹ chồng em thôi. Từ tối hôm qua tới giờ bà đang giận em đó. Mẹ, mẹ điện về nhà hỏi gấu giùm con cái. Tự nhiên con thấy nhớ nó quá. Ừ, để mẹ gọi. Rồi. Chị cứ nói nó yên tâm đi, trời ơi, cho mau khỏi bệnh mà. Cái chuyện chăm sóc á, là có tôi với cháu Quyền lo rồi, không có lo lắng gì hết trơn á. Nó không có gì phải lo lắng hết á. Thôi vậy nghe, bận chăm sóc cháu không có qua bên chị được. Chị cô sóc Hà Hương giùm nghe. Dạ, chào chị. Thiệt là bực mình à. Không dám động đến con dâu một chút nào hết á. Vậy mà vẫn mang tiếng mẹ chồng làm cho con dâu bị căng thẳng. Thiệt tình á, con chưa thấy mẹ chồng nào á tốt như bác đâu. Được làm dâu nhà bác á là có phước lắm á. Chứ sao nữa. Mà cái chị xui này cũng ngộ à. Bà làm như con mình bà là xót con gái. Bộ như bác không biết xót con trai bác vậy đó. Đó, bây giờ công việc ở công ty nè, rồi phải lo lắng cho vợ bệnh. Lơ mơ nhỏ ngã ra nhỏ bệnh cái rồi không biết làm sao nữa à. Con cũng thương anh Minh quá. Con thấy á, anh Minh là người chồng quá tuyệt vời rồi. Chị Hương lấy được ảnh hả? Sướng vậy rồi mà còn căng thẳng gì. Ở dưới quê con người ta gọi hả? Sướng quá, há khùng đó bác. Đúng đó. Biết đâu nó như vậy á. Bây giờ bác chỉ mong làm sao cho con Hà Hương nó mau khỏi bệnh. Sao mà tội nghiệp con trai tôi dữ vậy ta.
À, bác ơi, bây giờ con đi chợ nha bác. Để con đi mua mấy cái đồ tẩm bổ cho anh Minh cái đó. Con đi đi con. Quyền Quyền. Dạ. Ai mà làm chồng con là có phước lắm đó. Sao con chu đáo dữ vậy? Hả? Ây da. Quen tập tành hoạt động, bây giờ bó gối ngồi một chỗ, người ngợm mình mẩy nhức quá. Ây da. Người cứ ngây ngất nóng rang à. Không biết có phải về nhà lâu không, không ra ngoài thở nên nó bức bí không khí quá à. Con rời dùm cái trán của mẹ con nóng không? Phải không con? Mẹ nóng thiệt phải không con? Nóng đúng không? Con có thấy nóng gì đâu. Nóng vậy mà nói không nóng. Con không biết rờ gì chứ. Nếu mẹ thấy khó chịu quá thì chiều chiều mẹ cứ đi dạo mát chút. Nhưng mà tới giờ con nấu cơm thì mẹ phải về nha. Con chưa đi làm thì mẹ cứ tranh thủ chiều đi dạo một chút. Tới khi nào mà con đi làm rồi mẹ chịu khó ở nhà, khi nào con được nghỉ thì mẹ đi chơi sao? Ủa, vậy là mẹ vẫn phải giữ Miêu cho con đi làm sao? Chứ mẹ nghĩ là ai sẽ giữ Miêu bây giờ? Mẹ không có biết, nhưng mà thật sự mẹ không có giữ Miêu nổi đâu. Miêu là cháu của mẹ thiệt, nhưng nó là con của con. Con phải biết thu xếp chứ. Nếu không mai không có bà nội thì con tính sao? Bà nội rảnh nên bà nội chơi với cháu. Còn lại là chuyện của con. Ngày xưa có bao giờ con dâu mà dám phân công việc cho mẹ chồng như vậy đâu. Phải lo hết mọi chuyện chứ, đâu có ỷ vô ba mẹ như vậy được. Thôi, không có dài dòng nữa, tóm lại là mẹ không có chăm sóc Miêu được đâu. Nín ha. Cho Miêu ngủ nha. Nhiều người vô quá à. Tới bây giờ anh mới được ở một mình bên cạnh em. Anh phải làm thế nào để vợ yêu mới tha thứ cho anh đi? Giảm án ân xá cho anh đi. Anh đã biết ăn năn hối cải rồi. Anh không có lỗi gì hết. Người có lỗi là em. Anh tuyệt vời vậy mà. Anh là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Thôi, không có nói nữa. Alo, gì đó con, má nè. Má hả má? Ừ, gì đó con. Má đang làm gì vậy má? Má đang cho gà ăn. Bé Miêu đâu rồi con? Dạ Miêu nó ngủ. Gọi má có gì không con? Má, không có gì hết. Chỉ là con nhớ má thôi. Vậy vài bữa nó con đi làm rồi, mà bà nội nó coi cháu Thành Thảo chưa? Mẹ chồng con không chịu con Miêu cho con đi làm má ơi. Trời ơi, vậy là sao? Trời đất ơi, bà nội mà không coi thì sao đây? Mà sao bà lại không chịu coi cháu cả? Mẹ con nói mẹ con không coi được, con phải tự lo cho con của con. Trời ơi, sao lại có bà nội như vậy chứ? Chồng thì đi vắng, một nách thì có con nhỏ, mà mẹ chồng không giúp một tay nữa. Vậy giờ con tính làm sao? Con cũng không biết nữa. Chắc có lẽ con phải thuê người giúp việc thôi. Liệu có tìm ai được mà tin tưởng để giao bé Miêu không? Trời ơi, giá mà má đang ở trên đó thì tốt biết bao nhiêu. Má ơi, giá mà con được ở gần má. Thôi nha má. Con gọi điện thoại cho thằng Khánh hả? Dạ không. Vậy con gọi cho ai vậy? Dạ con gọi cho má con. Nếu như má con ở thành phố phải tốt hơn không? Đằng này ở tú chứ quê. Được vậy thì còn gì bằng. Có khi á,
thuê cho má con một căn nhà nhỏ ở gần đây, để hằng ngày má con qua coi Miêu cho con đi làm. Ờ hả? Sao không nghĩ ra ta? Hay là mình mời má của con lên đây ở luôn đi. Nhà mình cũng có nhiều người đâu, đủ cho ở mà. Con biết tính của mẹ rồi, mẹ thoải mái lắm. Có má con ở chung thì càng thêm vui. Vậy là má con dễ chung được hả mẹ? Được chứ sao không được. Mình cùng một nhà mà, có gì đâu phải khách sáo. Trời, mẹ cũng vậy à. Mẹ về nhà con ăn ngủ thoải mái luôn. Hay là con gọi cho má con luôn đi hả? Em à, mai mốt vợ chồng mình chỉ nói chuyện vui vẻ thôi ha. Từ giờ trở đi, em muốn đi đâu thì nhớ cho anh qua gian với. Có gì buồn phiền thì cứ trút hết cho anh đi nè. Em là người mẹ tuyệt vời nhất của Gấu, là người vợ đảm đang của anh, còn là một nhân viên giỏi của công ty nữa. Em là người không thể thiếu được. Vì vậy từ giờ trở đi, anh sẵn sàng phục vụ em, bất kể đó là chuyện gì. Em muốn về nhà, em muốn gặp Gấu. Được rồi, anh sẽ hỏi bác sĩ xem khi nào em về được. Chắc là Gấu sẽ mừng lắm vì đã được gặp mẹ. Sáng nay trước khi đi, anh bế của cậu, nó nhìn anh cặp mắt nó như muốn nói với ba là: ba ơi, ba vô ba nói với mẹ Hương mau khỏi bệnh đi, để về nhà với Gấu nha. Gấu nhớ mẹ lắm, không thôi là Gấu ngồi dậy Gấu chạy vô mẹ luôn đó. Em nghĩ đi. Ba. Ủa, vậy là có người về rồi, đỡ quá. Hồi sáng mơ giờ mẹ con không có ăn cái gì hết, nấu cháo cho thằng Sóc xong bưng lên trển hai bà cháu ở riết ở trỏng. Trưa ba nấu mì bưng lên còn nguyên, không có ăn. Vậy hả ba? Ừ. Con có mua bánh kẹo nè, trái cây nè, có cả đồ biển nữa nè. Không biết vậy á, mẹ có vui lòng không ba? Bà cũng không biết, đâu con mang lên trển thử coi. Ba lên với con luôn đi, con lên mình con sợ mẹ lắm. Ừ. Đi ba. Đi một mình đi. Sáng giờ ba dòm cái mặt hầm hầm của bà, ba cũng sợ lắm rồi. Ba mà còn sợ vậy rồi con sao? Thôi, dù khó đi, cố nịnh bà một chút xíu, cho bà bớt giận. Vậy nhà cửa nó mới vui, ha? Mẹ, con về rồi. Sóc ngủ rồi hả mẹ? Làm gì có mẹ nào ở đây mà lên chào. Ở nhà này có bà giúp việc thôi hà. Mà bà giúp việc á, bà nghỉ qua nay rồi. Mẹ à, con mua chút trái cây cho mẹ ăn nè. Đồ con mua ở siêu thị tươi lắm. Con có mua táo Mỹ nè. Rồi á, có mua nho đen không hộp của Út nữa mẹ. Mẹ ăn chút cho đỡ mệt nha mẹ. Cảm ơn à, tôi đâu có phước phần mang ba đồ ngon này. Mẹ, con biết mình sai rồi. Mẹ chấp con làm gì? Mẹ, à con có mua bánh sữa nữa nè. Bình thường á, con biết mẹ thích ăn món này nhất luôn á. Con mua hai bịch luôn nè. Nhỏ nhỏ, con nó ngủ quá. Ấm sầm. Mẹ, mẹ đừng giận nữa nha mẹ. Mẹ giận á, cả nhà mình đều buồn hết. Ba con ở dưới nhà cũng đang khổ sở dữ lắm. Mẹ, con mới mua được mớ cua mực tươi lắm. Con xuống dưới, con nấu lẩu cho cả nhà mình ăn. Chiều nay mẹ cứ nghỉ ngơi chơi với Sóc. Mọi việc cứ để đó, con làm hết cho.
Mẹ, thôi con lên lầu con thay đồ rồi con xuống chuẩn bị nấu bữa tối cho mẹ ăn nha. Con đi nha mẹ. Mẹ nhớ ăn này nha mẹ. Khi cá chín, mẹ nêm một chút nước mắm cho thơm. Nước mắm. Ba, cái mùi này ám quần áo chắc khiếp lắm đây. Phí công sáng nay mình bôi body lotion. Khô quá trời luôn. Phải mất mấy tuần để đắp mặt nạ tái tạo da đây. Mình sinh ra đâu phải làm những chuyện này. Mẹ, thôi để đó con làm cho. Sáng nay mẹ nấu bột cho Miu sao mà mặn chát à. Hèn gì nó ăn không được. Vậy mẹ được lên lầu rồi hả? Tốt quá, xem tiếp bộ phim. Mẹ. Hả? Mẹ nhớ nhỏ tiếng thôi nha. Con Miu còn dỗ hoài nữa mới chịu ngủ đó. Con gọi điện cho má con chưa? Má con có nhận lời không? Con gọi rồi. Má nói má sẽ lên nhưng mà má phải thu xếp việc nhà nữa. Vài bữa nữa má mới lên tới. Ôi, vậy là tốt rồi. Trời ơi, cháu bà nội tụi bà ngoại. Vậy hả con? Thằng Minh nó gọi điện, nó nói là ngày mai Hà Hương ra viện. Hả? Ủa bác? Bị thần kinh mà mai được ra viện luôn hả bác? Hả? Không có được nói là chị Hương bị thần kinh nha. Anh Minh không có cho nói như vậy đâu. Mà nhất là không có cho Hà Hương biết là nó đang bị bệnh đó. Dạ, con biết rồi. Ê, vậy Minh có dạng tối không bác ha? Nó nói là nó đang ở trong bệnh viện để nó chăm vợ. Tội nghiệp. Bây giờ phải ở trong đó để chăm sóc cho vợ bệnh nữa nè. Chắc người ta mang đồ của gấu tới. Dạ. Tới rồi. Bé em. Cảm ơn cậu nghe. Dạ. Khoan chờ một chút. Chút xíu đi uống cà phê dạ, nha. Dạ cảm ơn. Bác ơi. Đây con. Đây. Trời ơi, cái gì mà nhiều dữ chừng vậy nè. Cái này là của gấu đó. Ông nội gấu phải vất vả để gửi về cho gấu đây. Thằng gấu nhà mình á, bé chút xíu xíu à, mà sao đồ nhiều quá vậy? Nó là nó chút xíu, nhưng cái vị trí của nó là lớn nhất trong nhà của mình đó. Bao nhiêu đây không biết có đủ dùng không nữa à. Trời, nhiều lắm, bác đừng có lo. Mà bác ơi, mấy cái đồ này chắc là mắc tiền lắm ha. Bốn thùng hàng này. Tiền công của con 10 năm trời góp lại cũng không đủ nữa đó. Đủ không ta? Chắc không đủ đâu. Mắc quá bác ha. Có tiền cũng sướng thiệt á. Ai cũng nói là con có nhan sắc hết á. Mà sao con không được rơi vô nhà giàu vậy ta? Ôi, tự tin quá. Xong chưa em? Lâu quá, cả nhà đói bụng lắm rồi đó. Chờ chút xíu thôi, sắp xong rồi đó. Có cần mẹ giúp gì không? Dạ, không cần đâu mẹ. Mẹ cứ lên nghỉ đi, sắp xong rồi. Hôm nay con cho cả nhà ăn chuyên đề về hải sản. Ơi, nấu có bữa cơm mà bài thấy sợ vậy nè. Thôi để tôi dọn dẹp cho. Thôi mẹ cứ để đó đi mẹ. Mẹ cứ lên nghỉ đi, lát nữa con ăn xong con dọn nha mẹ. Lên nhà nghỉ đợi con tí nha mẹ.
Mình nhẫn nhịn vậy rồi mà bà cũng không cười được tiếng. Wow, chuyện lạ nha. Bữa nay chị dâu vô bếp. Trời ơi, cô Ngọc về tôi mừng quá. Phụ chuyện tay đi. Tối nay á, để mẹ nghỉ ngơi một chút. Mẹ cũng vất vả lâu lắm rồi. Mẹ mà nghe chị nói á, mẹ cảm động lắm đó. Ủa, mà bữa nay chị cho cả nhà ăn gì vậy? Toàn là món ngon không à. Súp cua nè. Món này là Bin với Sóc chắc chắn là thích đúng không? Rồi miếng cua trộn nè. Tôm chiên xù nè. Lẹ đi em, bỏ vỏ ra phụ chuyện tay. Nhanh nhanh đi, đi, nhanh nhanh, ngon lắm, ngon lắm. Thôi thôi thôi, chị bày ra chị làm luôn đi nha. Trời ơi, em ăn em còn không muốn nữa, muốn chị làm. Vậy đi. Chị thưa mẹ, con mới về. Chào mẹ. Ừ, con ở nhà có ngoan không? Dạ ngoan. Sóc nè. Ây cha. Nè, lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm nè. Bữa nay chị dâu con á cho cả nhà ăn toàn hải sản không à. Con mệt lắm, không muốn ăn gì hết. Ê, cho của anh mà. Mẹ hôm nay sướng thiệt, được con dâu phục vụ. Cho anh muộn. Nói vậy chứ chị dâu con cũng là người biết điều. Nó cũng hiếu thảo. Trời ơi, nó mua toàn trái cây xịn với bánh kìa. Con lấy con ăn đi. Mới quay hạ cánh đây. Bà sướng vậy á mà không hiếu thảo mới là lạ. Làm gì có con dâu nào được mẹ chồng phục vụ đủ mọi chuyện đến vậy. Thì mẹ cũng rảnh rỗi mà. Con nghĩ á, từ giờ mẹ nên dành nhiều thời gian giúp con đi. Giao bớt việc nhà cho bà Linh. Chứ không á, bà chỉ toàn đi chơi không à. Đi chơi đâu mà đi chơi. Chị dâu con ở ngoài cửa hàng nó cũng lu bu dữ lắm. Mà mẹ giúp cũng hai đứa. Mẹ có bỏ bê con đâu mà con nói như vậy. Con biết ngay mà. Mẹ lại bên chị dâu. Mẹ lúc nào cũng bên vợ chồng anh Hải chầm chập. Có việc gì cũng lo cho con trai. Trong khi con gái của mình nó khổ như vậy thì mẹ... Con đã tính tìm nhà thuê, ra ngoài ở, tự lo cho bản thân và cô Bin. Chứ ở đây mất công lại làm phiền mọi người lắm. Nè nè nè. Nè, mày không thương con thì ai thương con hả? Mẹ thấy Hà Hương nó khá hơn rồi đó con. Bác sĩ nói Hương Chi ở thể nhẹ và cũng phát hiện kịp thời. Bây giờ quan trọng là cách đối xử của mọi người chung quanh, nhất là con. Vậy là con vất vả nữa rồi. Không sao đâu mẹ, con là chồng mà. Với lại chuyện này cũng tại con một phần mà. Ừ, vậy thì chịu khó một chút nha con. Bây giờ mẹ mới thấy đỡ trong lòng một chút. Chứ hồi hôm này dạ, chào ba. Chào mẹ anh. Lo quá chào. Mai con đưa Hải Hương về nhà rồi. Lúc nào rảnh thì mẹ ghé qua nha. Ừ. Bây giờ mẹ về cẩn thận nha. Ừ, vậy thôi mẹ về ha con ha. Dạ, cảm ơn mẹ. Chị Linh nấu ăn cũng được ghê á. Gần giống như nhà hàng rồi đó. Ừ, ba thấy thì biết ăn. Nấu ăn thì ngon, không có thua ai hết. Vậy là từ bấy lâu nay á, nhà này không có được ăn ngon. Tại vì tôi không biết nấu. Bà nói bà nấu ngon theo kiểu của bà, con mà nó nấu ngon theo kiểu của nó. Bà sao suy nghĩ lung tung vậy? Thôi, con Linh mà nấu ăn ngon thì cũng tốt. Bây giờ nè, sáng hôm nay cả nhà đông đủ như nè, tôi cũng tuyên bố nha. À, bắt đầu từ giờ phút này trở đi á, con Linh á phải lo phụ việc nhà. Bao lâu nay mẹ làm giùm con hết rồi. Mẹ nói sao? Ý mẹ là sao? Là mẹ bị bệnh hả? Thì bây giờ mẹ cũng lớn tuổi rồi, không có làm được gì nhiều hết trơn á. Lúc trước á, có một mình thằng Sóc á, thì mẹ lo hết cho con. Bây giờ em Ngọc á, nó bị hoàn cảnh như vậy á, mẹ phải bù đắp cho hai mẹ con nữa chứ. Vậy ha, bắt đầu từ ngày mai con đi làm về á, thì về sớm giữ thằng Sóc nấu cơm cho mẹ ha. Nhưng giờ đó con bác hàng bận lắm, con đâu có về sớm được đâu mẹ. Con ráng mà thu xếp đi, mình là chị cũng nên đỡ đần cho em đó ha. Cảm ơn chị nha, ăn ngon lắm.
Chị dọn giùm em nha, em nhức đầu quá. Đi con. Dạ. Đây mà ăn nữa không? Trời ơi, ăn no căng cái bụng luôn con. Dạ không. Sao mà ăn no vô no cái là con. Nó buồn dạ ngủ no. Cái bệnh gì kỳ cục vậy con. Thôi anh lên phòng nghỉ ngơi ăn chút thêm nha. Ăn nữa nha. Dạ. Thôi ít thôi nội. Tôi cũng no rồi, bà dẫn mấy nhỏ lâu bà. Thì lên con. Đi lên. Đi lên, đi lên chơi chơi. Thôi mình chơi siêu nhân nha. Dạ. Cái vậy mình không nấu bữa này cho xong tức chết đi được. Ngu nè. Em à, em xinh lắm. Bây giờ em chỉ cần đánh một chút phấn, thoa một chút son là sẽ đẹp ngay thôi mà. Em không đi đâu, em ngủ đây. Khi nào gấu về anh đánh thức em dậy nha. Đừng em. Mình đi đi. Lâu lắm rồi hai vợ chồng mình không có những phút riêng tư với nhau. Đi nha. Đi ra ngoài em sẽ thấy thoải mái hơn. Hay để anh chọn cho em một bộ quần áo nha. Nhất định sẽ vừa. Anh đi với em. Em xấu vậy anh không chán thiệt sao? Vợ anh là đẹp nhất đó. Lúc nào anh cũng thấy vợ anh đẹp hết á. Sao có lấy tả giấy cho gấu chưa con? Chết rồi. Con lúc nãy anh chị đóng cửa phòng rồi, con gõ cửa không có được. Thì đẩy cửa mà vô. Con đẩy rồi, nhưng mà anh chị đang bận nên con không dám vào. Trời ơi, cái con nhỏ này, bận gì thì bận, mình có chuyện cần thì cứ đẩy cửa vô chứ. Đi đi, đi lấy đi con. Dạ. Lấy. Ủa bác à, con thấy anh Minh tội nghiệp quá. Sao vậy, có chuyện gì? Anh Minh á, ra sức năn nỉ chị Hương, quỳ xuống dưới đất luôn á bác. Ơ, còn chị Hương hả, nhất định không có chịu á. Thiệt vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, con trai của tôi tài giỏi điều khiển cả một công ty mà bây giờ quỳ gối trước mặt vợ hả? Con á hả, chưa thấy người chồng nào mà tốt mà tận tụy như ảnh vậy á. Ở quê con á hả, chồng nói mà vợ không nghe hả là bị đánh á, chứ không có cái vụ mà năn nỉ như vậy đâu đó bác. Thôi được rồi, để bác lên coi coi làm sao mà có chuyện đội vợ lên đầu như vậy. Cái thằng này thiệt là. Chào mẹ. Mẹ à, tụi con đi ăn sáng đi, chắc phải trưa con mới về. Mẹ coi gối giùm tụi con nha. Con trai của ba ơi, ở nhà với bà nội ngoan nha. Ba mẹ đi chút xíu rồi về. Khi nào về ba mẹ sẽ mua quà cho con nha. Đi đi em, anh đói bụng quá. Thưa mẹ con đi. Thưa mẹ con đi. Bừa bãi vậy hỏi sao mẹ chồng mình không ghét, chồng không bỏ. Ủa, vợ đang làm gì vậy? Dọn dẹp hả? Trời, chắc hôm nay trời mưa quá. Anh còn không vô dọn phụ em nữa, đứng đó nói gì vậy? Ủa mà cả nhà đâu rồi em? Sao vắng quá vậy? Cả nhà đi hết rồi, chỉ còn con U Xin nè ở nhà, dọn dẹp thôi. Vợ anh so sánh vui quá ha. Mà anh thấy vợ anh á, vậy mà cũng có khiếu hài chứ bộ. Ủa, mà cả nhà đi đâu rồi em? Cô Ngọc có phiếu khuyến mãi mua hàng ở siêu thị, kêu taxi đưa mẹ với hai đứa nhỏ đi chơi rồi. Còn dặn là không có về ăn trưa.
anh thấy sướng không? Trong khi vợ anh đây nè, làm ở nhà cực lực vậy đó. Ừ, thì lâu lâu để mẹ đi chơi một chút anh thấy cũng tốt chứ bộ. Mà em thấy không, không có mấy đứa nhỏ ở nhà, vợ chồng mình đỡ phải nhức đầu. Ủa, mà còn ba đi đâu? Ba thì tranh thủ mẹ đi vắng cũng đi chơi luôn rồi, trưa cũng không về. À, ừ, anh thấy vậy cũng tốt. Có hai vợ chồng mình làm thủ lĩnh cả căn nhà này. Em à, anh thấy vậy nè, tất cả đồ đạc em cứ để đây cho anh dọn. Em chỉ làm một việc thôi, là nấu cái gì cho anh ăn đi, anh đói quá. Cảm ơn anh, nhưng mà anh cũng phải đợi một chút. Em á, còn phải rửa nguyên chồng chén bát của mẹ anh với em gái anh để lại nữa, rồi mới nấu cho anh ăn được ha. Sao con, mai má con lên rồi hả? Dạ. Vậy thì tốt quá, má con lên á nhà mình vui lắm. Con cũng sướng ha, có mẹ ruột một bên, mẹ chồng một bên, mà ai cũng thương con hết. Dạ, như vậy thì tốt quá rồi. Con cứ tưởng là má con không dám bỏ nhà, còn mẹ thì ngại không muốn má con ở chung. Làm gì có chuyện đó, tánh của mẹ dễ dãi lắm. Con nói má con cứ thoải mái, coi như đây là nhà của má con vậy đó, không phải ý tứ giữ kẻ gì hết. Dạ, con cảm ơn mẹ. Hôm qua con có nói chuyện với anh Khánh, anh cũng vui lắm mẹ. Vậy là con yên tâm đi làm rồi ha. Dạ, chút được nỗi lo. Thôi mẹ đừng ngủ ơi, con ngủ ngon ha. Bye con. À con nè, có cần phải ra bến xe đón má con không? Không thì để mẹ đi cho. Dạ thôi khỏi, cũng chưa biết giờ nào má con lên, thôi để má con tự tới vậy. Ừ, vậy cũng được. Thôi mẹ lên ngủ nha. Nghe từng trái tim đau, đừng làm khổ đau, đừng lìa xa. Dù biết như thế, vẫn như cơn ngủ mê, ngày lại từng ngày buồn thương nhớ.